trước khi đi về để gặp Hải, thì Bảo có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình và người yêu của mình cho khán giả biết. Em và Hải quen nhau tình cờ là qua Facebook cho một sự trùng hợp là thấy gợi ý kết bạn á. Thì em thấy cái avatar nó dễ thương với lại nó mang tính chất nghệ sĩ. Hải là ca sĩ. Thì em mới bấm vào xem. Hải là một người có nhiều lượt like. Em cũng nghĩ là chắc là sẽ không được accept đâu. Nhưng mà em cũng thử một lần. Thì em gửi lời mời kết bạn. Thì lúc đó là Hải cũng accept. Và hai đứa em bảo like cho nhau để gây chú ý. Em có khó khăn gì hay là có cái thuận lợi gì khi mà em quen một... Hiện tại Hải cũng đang là sinh viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Không có nhận show nhiều, chỉ nhận show vào những thời gian rảnh. Thì những thời gian rảnh đó thì em có thể sắp xếp công việc của em để mà đi chung với Hải. Em sinh năm 91, còn Hải là sinh năm 99. Thì là khoảng cách là 8 tuổi với nhau. Thì Hải cũng đang kiểu như là tuổi mới chập chững bước vào đời. Thì suy nghĩ nó sẽ còn hơi kiểu con nít. Người ta nói là con nít thì phải nuông chiều rồi chỉ dẫn từ từ. Thì đúng là có những cái mà Hải chỉ suy nghĩ kiểu như là chỉ trước mắt. Thì đôi khi chính vì những cái khúc mắc như vậy thì tụi em thường có xảy ra những tranh cãi với nhau. Sau khi tranh cãi thì ai là người làm hòa chứ? Thường là tại vì em sẽ làm hòa. Tại vì cơ bản á, mình trên cương vị là đàn ông á, thì mình phải mở miệng trước dù mình sai hay đúng. Dù sao đây cũng là người yêu của mình. Em có thể miêu tả về người yêu của em để cho khán giả có thể mường tượng ra. Hai tụi em có một cái điểm chung đó là mặc đồ cùng size với nhau. Tại vì em thì giống như là bận cái size lớn rồi. Nhưng mà Hải cũng rất thích bận size lớn nên tụi em đi mua đồ ấy, kiểu như là mua đồ chung với nhau rất là dễ thương. Hải thì là một người nhìn vào thì là mọi người sẽ có cảm tình liền. Khuôn mặt rất là dễ thương, đẹp trai nữa. Tính cách thì kiểu như cũng hơi khùng khùng một chút. Lâu lâu cũng có kiểu như là hay bị xàm xàm. Trước khi hai bạn đến với nhau thì em đã come out với gia đình của em chưa? Em và Hải đến với nhau đúng vào ngày mà ba em mất. Tụi em mới quyết định đó là cái ngày tụi em quen nhau. Em có kể cho bạn em thì mọi người đều nói đó là Hải là món quà của ba em dành cho em khi mà ba mất. Tụi em quen nhau được khoảng 2 tuần á, thì lúc đó em mới quyết định là come out với mẹ. Trước đây em đã nói chuyện với mẹ rồi, nhưng mà mẹ cứ nghĩ đó lại là một cái bệnh. Mẹ chưa chấp nhận được sự thật. Của một buổi đó là em chỉ lên ngồi bóp chân bóp tay cho mẹ. Thì mẹ hỏi là tại sao chưa chịu lấy vợ này nọ đi. Thì em mới nói mẹ một câu là tại sao ba mẹ cứ ép con làm những chuyện con không thích. Cơ bản là con đã không thích con gái rồi. Con dẫn Hải về nhà là con muốn quen Hải vậy vậy. Thì mẹ em mới nói là thôi đi về phòng đi để mẹ ngủ. Ngày hôm sau thì mẹ em mới kêu em lên nói chuyện là bây giờ mẹ chấp nhận chuyện em với Hải. Nhưng mà hiện tại là do mẹ còn sốc nên mẹ nói là cái gì cũng đừng có quá cái giới hạn của nó. Bây giờ mẹ vượt qua cái cơn sốc đó và chấp nhận hai em chưa? Dạ rồi ạ. Bây giờ Hải cũng kiểu như qua nhà em lâu lâu là ở lại mấy ngày. Hải thì cũng có những buổi mà em đi chụp về trễ á, thì Hải sẽ ăn cơm với mẹ em hoặc là nấu cơm cho mẹ em ăn. Bên nhà Hải thì cũng rất là ok. Hai người đã quen nhau được bao nhiêu lâu rồi Bảo? Dạ tính đến đây là 5 tháng rồi. 5 tháng rồi mình có chính thức kiểu như là tỏ tình? Tỏ tình thì em đã tỏ tình rồi, thì tụi em đã cũng có mua một cặp nhẫn để mà đeo. Thì nhưng mà kể từ khi đeo cái cặp nhẫn đó thì tụi em lại tranh cãi quá nhiều. Kiểu như em cũng suy nghĩ hơi tâm linh đó anh. Không hợp phong thủy đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng đã đi mua một cặp nhẫn dự định là sẽ gọi là tỏ tình lại và chính thức gọi là muốn đính hôn với Hải để mà chắc chắn mối quan hệ sau này. Thế thì em có định nhân cơ hội này mình làm luôn cái điều đấy không? À dạ nếu như vậy thì được, tốt, tốt quá. Thế vì bây giờ mình sẵn sàng để về nhà gặp Hải rồi đó. Tại vì câu chuyện tình yêu có hai người chia sẻ thì nó sẽ sâu sát hơn. Dạ rồi. Mình đi hả? Dạ. Heo ơi. Bé heo. Chào bé heo. Ok. Anh xin phép vào thăm nhà nhé. Okay. Nghe Bảo kể xấu về em một vài cái á, thì cái lý do anh muốn gặp em là anh muốn xác minh lại thông tin chứ không có gì. Tại vì anh không thích nói xấu sau lưng em một chút. Dạ, em tên là Long Hải. Em nay sinh năm 99. Em đi học, em là sinh viên năm 3 của trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bảo có hay qua đây thăm? Dạ có, dạ cũng có. Ừ, cũng hay qua đây là cũng có nấu ăn rồi nè, ăn cơm với lại mẹ của Hải là thường. Tại vì bố Hải là thường mà chạy xe á, nên là cũng ít gặp lắm. Thường gặp thì là bố Hải ngủ, đi chạy sáng về thì ngủ mất tiêu rồi. Thì cái ngày đầu tiên là sau khi mình nhắn tin bao lâu? Dạ em nhớ tầm cỡ 2 tuần là tới ngày đám tang của bố Bảo. Là em sang. À, tại vì trước cái bữa đó nhắn tin thôi, quyết định gặp, nhưng mà do ba em bị bệnh á,
Bệnh nằm bệnh viện thì em mới nói là để hết bệnh rồi sẽ gặp. Thì đúng bữa sáng nó mất thì cái em cũng có suy nghĩ là không muốn quen nữa, tại vì bây giờ đang nhà đang rối lắm. Rồi thì là cái xong tối hôm đó cũng chờ, mà qua lúc đó thì có một cái cảm giác nó kỳ lắm, thì em mới kêu Hải ra, em ôm Hải một cái, thì sau này tụi em mới quyết định ngày đó là tụi em quen nhau. Quyết định luôn. Khi mà bảo ra bảo ôm mình lại như vậy, cái cảm xúc của em như thế? Hơi ngợp, hơi chán xíu anh. Tại kiểu vì to như... quá ôm cái nó bị chặt quá. Dạ không, kiểu như là chưa bao giờ mình kiểu như có một người lạ mà ngay buổi đầu tiên gặp cái kêu mình xuống sau bếp ôm, anh cũng cảm thấy hết hồn đúng không anh? Sau cái buổi tối đó về, em ngồi em mới suy nghĩ là chưa bao giờ mà kiểu như là ai gặp em lần đầu mà ôm em cho em có sự ấm áp như vậy. Em nghĩ là sẽ là người mà em phải suy nghĩ nghiêm túc. À đúng rồi, Hải á thì đúng là gu của em, nhưng mà em không phải là gu của Hải. Gu của Hải là sao? Em lại thích những người bằng tuổi hoặc là lớn hơn mình một tuổi thôi. Nhưng mà thật ra nhìn Bảo cũng trẻ mà. Dạ, nhưng mà kiểu như là về tướng tá ngoại hình nó kiểu như nó một chút gì đó nó nghệ sĩ giống như mình như vậy. Trong năm tháng đấy nó có nhiều câu chuyện không? Nó có nhiều thăng trầm? Dạ có. Từ khi mà tụi em mua cái nhẫn cặp đeo với nhầu là tụi em xảy ra rất nhiều gặp chuyện. Những phong thủy á? Dạ đúng rồi. Quen nhau bao lâu thì mình quyết định mua nhẫn? Dạ gần một tháng. Là cái ngày đầu tiên mà em với Hải quyết định là công khai trên Facebook á. Là tụi em đăng bức hình đầu tiên á, là ngay bữa đó tụi em cũng đi mua nhẫn. Ai là người quyết định mua cặp nhẫn đó? Dạ em. Tại vì em có xem ngày xem tháng trước cho hợp không? Dạ không, không có xem luôn anh. Kiểu như là tại vì bữa đó cả cảm xúc của em á thì em cũng thấy là thôi bây giờ mình quyết định mà xác định mối quan hệ lâu dài thì cũng không nên giấu, tại vì cơ bản là mọi người cũng biết gần hết rồi. 5 tháng rồi, nó phải lòi ra một số cái. Kể trước đi. Hải là một người rất là gọi là đam mê sống ảo anh. Thì thường hay lấy Facebook của em á thì comment hình của Hải để cho cái bài nó nhảy lên new feed lại để cho tương tác được nhiều hơn á. Em cũng kiểu hay là chọn đẹp quá hay là bao la. Dạ đúng rồi, hay là thả tim rồi thả mấy cái icon vô sticker vô. Tật xấu của anh Bảo thì là hay nóng tính. Nóng tính. Hay wow. Rồi hơi nghiêm khắc một tí xíu. Hai lần là em đi chơi về hơi chuyển là em xin tới 9 giờ rưỡi em có mặt ở nhà. Hôm đó là em qua nhà anh Bảo ngủ, thì em qua em đi chơi với lại anh em họ trong gia đình luôn, là người ở trong gia đình luôn. Thì em nghĩ là anh Bảo, ví dụ như mình trễ 5-10 phút hoặc 15 phút thì anh Bảo cũng sẽ vui cho mình một tí xíu. Nhưng mà không, 9 giờ 4 rồi em có mặt ở nhà rồi. Anh Bảo đùng, anh Bảo làm hết tất cả mọi thứ, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa rồi lên lầu ngủ rồi. Em ngồi một góc ở đó, em không làm gì hết, em chỉ ngồi một góc ở đó. 9 giờ 45 mà sợ là còn sớm à bà? Dạ, tại vì không phải là cái đợt đó là mẹ em đang bệnh anh. Bắt đầu cái khoảng thời gian mà sau ba em mất là mẹ em yếu lắm. Thì em phải ngủ với mẹ thường xuyên. Thì mẹ em là thường ngủ sớm, 9 giờ ngủ rồi. Đi làm sao thì đi, 9 giờ rưỡi có mặt ở nhà để mẹ chờ. Em cũng bực rồi, em không nói gì hết trơn á, em im lặng về đó, ngồi nó làm gì làm, còn em đi năn rửa mặt, tắm rửa rồi tắm lên. Em thì lúc đầu vô cũng nói chuyện nhẹ nhàng lắm, em cũng nói là chỉ vì đánh đổi 10 phút đi chơi mà bây giờ về ngồi đây rồi ngồi một chỗ chứ tình trạng như vậy hả? Kiểu như Hải thường mà ngồi yên một chỗ anh kiểu như rất là tỏ ra rất là thương tâm đau khổ lắm, mình nhìn mình cũng không có bực. Mà kiểu như nhìn nó mắc cười lắm anh. Kiểu như em ngồi một góc mà nói chung là lúc đó em sợ. Em sợ nhiều hơn là thay vì kiểu gì là thứ nhất là mình thấy tội lỗi, thứ hai là mình thấy sợ. Sợ bị chửi, sợ bị la. Thì vô rồi tắm thì em đứng tắm chung với Hải vậy đó. Rồi tắm mà cứ cái xong em mới bực. Em đã nói cái vụ mà cái nhẫn phong thủy đó. Em mới kêu tháo nhẫn ra. Em lúc đầu em đã tháo cái nhẫn em ra rồi. Cái em giục Hải đứng, Hải khóc nói những của vợ mà cái đứng khóc hoài, cái tắm không được, cái em bực nhẫn khóc đứng đó tìm cái nhẫn, cái em mới ra lượm cái nhẫn để lại đưa cho Hải. Cái hồi nữa em bực em đi lên lầu, cái Hải nói thôi mở cửa cho đi về. Giờ hỏi sao đi về sợ quá, em mới giật Hải xuống sàn. Cái Hải bắt đầu Hải khóc rồi, cái thôi cái em mới ôm Hải vô lòng. Em ỉ mạnh hiếp yếu thật sự á bà. Lúc đó là thiệt, cái kiểu người ta nói giận quá mất khôn á anh. Cái em biết em sai rồi, là đợi em ôm Hải vào lòng, cái em nói thôi cho chồng xin lỗi.
Nhưng mà em sau lần đấy em còn sợ không? Có nghĩa là em còn sợ sẽ có một lần đấy xảy ra nữa không? Dạ, chắc chắn có rồi. Kiểu như nó vẫn còn trong tâm của mình, ví dụ như nó quên những cái lúc vui thì mình quên. Nhưng mà sau đó ví dụ như chuẩn bị xảy ra một cái mâu thuẫn thì mình cũng phải suy nghĩ lại. Mà bảo là một người nóng tính đấy, đúng không? Quen trẻ con mà bắt người ta trưởng thành, khổ ông quá đi bà ơi. Dạ, nhưng mà cái kiểu như là vậy nè, chính Hải nói Hải muốn quen một người lớn tuổi để mà trưởng thành. Nhưng mà em chia sẻ những cái kinh nghiệm của em cho Hải, Hải già lúc đó, Hải sẽ thay đổi được một ngày, và ngày thứ hai bắt đầu trở lại như cái phiên bản ngày trước. Không giao, có nghĩa là quên hết những gì mà mình chia sẻ với nhau. Hai bạn cách nhau 8 tuổi. Dạ. 8 tuổi, nó một thế hệ. Thì giống như là mình phải kèm thêm một đứa em của mình vậy, y chang đúng không? Cái cảm giác là như là phải kèm thêm một đứa em út vậy đó. Dạ. Có khi nào mình thấy áp lực quá trời không? Dạ không anh, tại vì như anh nói là một người phải cam tâm thay đổi, một người chấp nhận bao dung á. Thì đây là xác định đây là người đi với mình suốt, thì mình phải coi đó là một cái việc mà mình phải làm cái chuyện thường ngày thôi. Nên em cũng thấy áp lực gì hết trơn. Anh á, thì anh chỉ có suy nghĩ vậy thôi nha Bảo. Là Bảo cần luôn á, là cần phải bớt nóng nảy lại. Tại vì mình đã chọn một người trẻ con rồi. Cái đấy là mình chọn nha, nên mình phải kiềm bớt bản thân của mình lại. Tại vì khoảng cách nó xa quá. Thế bây giờ ban nãy anh đã có dịp nói chuyện với Bảo sơ sơ về câu chuyện come out của Bảo rồi á. Thì bây giờ anh xin mượn Hạ một chút xíu để anh hỏi chuyện riêng về những câu chuyện về come out cũng như là gia đình của Hải. Thì anh chỉ muốn hỏi em về cái chuyện tình cảm của mình á. Có chuyện gì mà em có khúc mắc trong lòng nhưng mà em chưa thể nói ra cho Bảo. Mong Bảo hiểu cho em một số thứ, như là từ lúc mà em quen Bảo á, thì về chuyện bạn bè là em gạt bỏ hết tất cả luôn. Tại sao em? Tại vì em thấy là anh Bảo tốt với mình đến như vậy rồi. Thì việc gì mình phải vì bạn bè của mình ấy nọ mà mình đánh mất đi một cái cơ hội tốt như vậy. Nên thay vào đó em chơi với Bảo và em chơi với bạn bè của anh Bảo luôn. Là có nghĩa là em tự nguyện dừng chứ Bảo không có ép em? Em tự nguyện. Em thấy mối quan hệ mà bạn bè của em nó cũng khuyên nhiều cái là người bạn bè là trên hết, mày không có Bảo này thì cũng có Bảo khác, ngay cả bạn một số người thân của anh Bảo cũng có giờ không có Hải này cũng có Hải khác. Nhưng mà hai đứa em nhất quyết là chỉ có một Hải và chỉ có một Bảo duy nhất thôi. Sẵn sàng, em sẵn sàng bỏ hết và anh Bảo cũng sẵn sàng từ chối bỏ hết một số mối quan hệ của anh Bảo để đi với em. Em mong là em đã từ bỏ như vậy rồi thì anh Bảo cũng nên hiểu cho em một số thứ. Em vẫn mong Bảo đừng có làm em phải bị chín ép á, có nghĩa là phải để cho em trưởng thành dần dần. Dạ, đúng rồi. Có bài học, có tất cả các thứ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ai cũng phải tự sai rồi tự sửa, tự hoàn thiện mình. Dạ. Còn điều gì nữa? Một số điều mà em không thích thì anh Bảo nên chú ý tới nó. Tại vì thường những một số điều em không thích, nó với em là không thích. Nhưng mà đối với anh Bảo thì đó là chuyện bình thường, hết sức bình thường. Ví dụ như là chuyện đi hát hò này kia nọ, chinh phục rồi cast này kia nọ. Thì cái đó là em, ngay cả em và ngay cả anh Bảo cũng trao đổi về cách này kia nọ. Ngay cả cast của anh Bảo đi chụp hình thì em cũng góp ý này kia nọ. Thì đó là bản thân có chú ý. Mà mỗi lần hát xong cái lâu lâu cái anh Bảo ra một cái quán nước hay là đi chơi với bạn bè của anh Bảo thì anh Bảo kiểu như cũng hay chọc, cũng hay nói hôm nay hát ở đâu vậy, hát ở đâu, chỗ nào cách như mấy bài kiểu như vậy. Thì em không thấy đó là cái đó là do em, do người ta biết em như thế nào thì em sẽ theo ý khách hàng. Bạn bè chung của hai đứa bảo là ủa bọn anh thì ăn hiếp Hải lắm hay sao mà sao thấy Hải có vẻ rụt rè hay ngại ngùng này kia nọ, thì ai cũng nói như vậy hết. Em còn tuổi em còn quá trẻ và em không ai với gia đình rồi, anh nghĩ nó không dễ dàng với em. Dạ mọi người đều nói giống như anh, thì em come out từ năm lớp 11. Là cậu em hồi là Vi. Như vậy là nhưng mà sau quen trai quen gái sau này cậu em lớn rồi tầm 30 mấy tuổi thì cậu mới là cưới vợ. Là cậu bây giờ là có trải qua 3 đời vợ rồi, là có 5 con rồi. Nên bởi vậy cái suy nghĩ bên nhà ngoài rất là hiện đại. Rồi em về nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng buồn, mẹ cũng chưa hiểu rõ được nó như thế nào. Sau khoảng một thời gian dài em không có quen ai hết, mà em về em cũng không có dắt về nhà. Xong tới anh Bảo mới dắt về nhà. Thì hôm đó là mẹ em đối xử rất là tốt với anh Bảo. Tại vì anh Bảo chỉ mẹ em tiếng Anh, học tiếng Anh. Em thấy vui không? Dạ vui.
vui vì điều đó đúng không? Dạ. Tại vì không phải ai cũng được sự chấp thuận của gia đình đâu. Cuộc sống của em bây giờ em có trăn trở gì về cuộc sống của mình? Dạ, mọi thứ hiện giờ em cảm thấy là tạm ổn. Và em với Bảo cũng có những cái dự định sắp tới cho vừa cho hai đứa mà vừa cho mỗi đứa riêng với nhau nữa. Dự định riêng của em sắp tới là gì? Giờ sắp tới em phải học hỏi thêm, trau dồi thêm để mình ra một số cái sản phẩm để cho người ta đón nhận, để người ta biết tới mình nhiều hơn. Ví dụ cái đường hướng của em như thế nhá, em sẽ nổi tiếng hơn chẳng hạn, thì có khi nào Bảo lo lắng về khi mà em nổi tiếng hơn thì em sẽ xa cách Bảo? Em nói với Bảo sau này ví dụ như có nổi tiếng hay có gì á, nếu mà ấy á thì em vẫn muốn quản lý của em là anh chứ không phải là người nào khác. Thế là mọi thứ đối với em bây giờ ok hết. Còn định hướng chung của cả hai đi, tình cảm cả hai. Sắp tới thì em với Bảo tới chuyện là đính hôn trước. Đính hôn? Dạ. Wow. Để có một cái gì đó ràng buộc nhau, giữ nhau lại. Wow, hay ha. Ban nãy khi mà anh nghe Bảo kể về cái buổi mà vật nhau thì có cái đoạn mà em khóc rưng rức vì Bảo bất kế nhẫn. Tại sao khóc? Em thấy cái nhẫn đó là hai đứa cùng quyết tâm, là hai đứa cùng quyết tâm là sẽ đeo tới cùng. Bây giờ Bảo vứt đi như vậy, anh suy nghĩ là anh Bảo vứt đi là anh Bảo bỏ. Có nghĩa là đôi khi Bảo hơi áp đặt đúng không? Có bao giờ em thấy áp lực quá mà đến lúc đến mức mà em muốn buông bỏ nó xuống? Áp lực thì có, nhưng mà về cái chuyện mà mình mỗi thứ lúc buông bỏ thì không có. Thì mỗi lần áp lực á thì em sẽ có một cái hành động khác, kiểu như là con nít mà em sẽ thái độ, nói chung là em thái độ em dưỡng dưng, em mặc kệ, sẽ có thái độ mà những cái thái độ mà anh Bảo làm với mình thì mình làm lại với anh Bảo như vậy. Để cho anh Bảo biết là anh Bảo đang tạo một áp lực. Có bao giờ em ngồi nói chuyện thẳng thắn với Bảo về cái chuyện là anh đã tạo cho em áp lực quá nhiều? Chưa, em sợ em nói ra áp lực như vậy thì anh Bảo lại nghĩ là cái đó là điều mà anh Bảo muốn tốt cho em. Để một buổi nào đó em sẽ thử nói chuyện, tại vì em sợ nói ra rồi hai đứa lại có một cái mâu thuẫn rồi lại đen vui rồi là nứt vui đi, em không muốn nói. Tùy cách của mình nói, mình nói nhẹ nhàng ngọt ngào thôi thì đâu có gì đâu. Sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay á, em có cảm nhận là có nhiều cái khúc mắc mà em đã được giải quyết không? Em cảm thấy là những khúc mắc của em là em đã nói ra được hết tất cả. Và em cũng mong muốn là sau chương trình này em cũng sẽ gửi tới anh Bảo một số người bạn của Bảo hoặc là bạn của em, hy vọng có những cái lời khuyên mà giúp cho em và anh Bảo có một mối quan hệ nó tốt hơn. Nếu có một mong muốn đi mà em muốn Bảo làm với em á, thì em muốn Bảo làm cái gì cho em? Giống như trước đây anh Bảo nói là anh Bảo sẽ tháo nhẫn quá ba lần á, từ đổi nhẫn thì em vẫn chờ một cái giây phút mà em được anh Bảo đổi cái nhẫn khác cho em. Em cũng suy nghĩ là từ lúc đấy đến bây giờ chưa có nhẫn mới? Dạ chưa, vẫn là cái nhẫn cũ là tụi em đã tháo rồi, nhưng mà anh Bảo vẫn chưa có được. Ok thì chồng sẽ tặng cho vợ một cái nhẫn mới, thì hy vọng là sau khi mình đem cái nhẫn này vào á thì chuyện tình mình sẽ tốt hơn, và mong sau bao nhiêu sóng gió rồi á thì là mình sẽ hiểu nhau hơn, có được những cái suy nghĩ chín chắn, rồi cùng nhau mà phát triển cái mối quan hệ này đi lên. Bạn biết không? Dạ. Em hơi bất ngờ một xíu, hơi cảm giác giống như lần đầu anh Bảo ôm vô lại, hơi bay lên. Dạ, nó tâm hồn đây chưa nhập lại được. Đây cũng là điều bất ngờ mà chồng nhận ra vợ, chồng cũng mong á hai đứa mình là sẽ hiểu nhau hơn để có thể một cái tương lai nó là vững chắc. Rất là cảm ơn bọn em vì đã tham gia chương trình. Hai bạn là những cái mảnh ghép rất là khác biệt, nhưng nhờ vậy nó mới có thể ghép khít vào nhau. Và hy vọng là cái tình yêu này nó luôn tròn đầy như vậy. Anh chúc là nó sẽ có kết quả tốt hơn, ví dụ như một đám cưới chẳng hạn. Và anh hy vọng là anh được phép có mặt trong đám cưới của hai bạn nếu có thể. Cảm ơn anh nhiều. Hy vọng là những thông điệp tích cực sẽ được lan truyền nhờ quý vị khán giả.
Và Tuân hy vọng là quý vị sẽ tin vào tình yêu ở trong cộng đồng LGBT, cũng giống như là tình yêu của những người tử tế, những người thật sự cần nhau thì họ tìm đến nhau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.